xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam trong khi nhiều bạn viết cùng thời thử nghiệm nhiều cách viết khác nhau. Mấy chục năm nay, kể từ lúc vào nghề cho tới khi đã thành danh trong làng văn, nhà văn Ma Văn Kháng vẫn trung thủy với một phong cách duy nhất. Điều đáng ghi nhận là ông đã tự biến hóa trong chính sự quen thuộc ấy, thành ra độc giả vẫn cứ bị giọng văn hiền hòa dung dị của ông cuốn hút. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe và cảm nhận thật gần gũi điều ấy qua một sáng tác mới của nhà văn Ma Văn Kháng, truyện ngắn Bạn bè thời trai trẻ. Sầm sầm tối thứ bảy, dừng xe ngoài sân, nhận ra trước cửa nhà Ai đã đặt một cái sắt tay và một bao tải sứa nặng trịch? Còn chưa kịp ngạc nhiên, thì Đoàn đã thấy bóng một người đàn ông nhỏ bé đội cái mũ lá cỏ từ phía bên sát tới, giọng khan rè gọi tên mình. Đoàn na! À. Ngay lập tức, hất vành chiếc mũ bảo hiểm lên cao, bỏ mặc chiếc xe máy cho nó lăn cành ra sân, không kìm được nỗi vui bất ngờ Đoàn kêu thật to. Trời ạ, à, tưởng ai, hóa ra là Cừ, đúng là Cừ, Cừ. Bạn cùng ban đầu máy với đoàn, hưu trí đã hơn 10 năm giờ ở tít tịt trên chính chủ Phú Thọ. Cừ, đồng nghiệp thân thiết gắn bó cả mấy chục năm sống chết vui buồn có nhau. Vào nhà đi Cừ. Ông về tàu lúc mấy giờ? Đẩy tung hai cánh cửa quay xa đoàn hồ hởi tay xách cái bao tài giúp bạn tay nắm tay cừ vậy mà lại chưa cứ như phải lôi cừ thì cừ mới chịu vào vì cừ cứ chùn người lại như e sợ như ngại ngùng hai người cách nhau ba bốn tuổi chứ mấy hay là sau hơn hai mươi năm xa cách người ở thành phố, người về làng quê xa đã tạo nên một khoảng trống đủ để đổi thay cả tâm tính đến hình hài. Bây giờ thì ông đi tắm đi để tôi nấu cơm, xong ta vừa chén vừa nói chuyện. Dạ, ở kìa cái ông này, ông xạ vâng với ai đấy, quần áo đây tắm ồ một cái đi. Lầm lũi đi đến cửa nhà tắm, nghĩ thế nào, cười chậm chạp quay trở lại, đi văng ngồi xuống, kéo cái bao tải dứa lại, gãi gãi cái cổ gầy. Thôi, chả tắm nữa đâu. Ồ hay, sợ gầy đi à? Tắm đi cho nó mát. Ừ thì tắm. À, mà bà xã và hai đứa con đâu rồi? Một đứa tốt nghiệp giao thông, một đứa vừa đỗ vào sư phạm. Phấn khởi, bà ấy kéo tuốt cả hai về quê, khoe với họ hàng rồi, chốc nữa bà ấy về o oh. ngay cừ vừa ậm ậm ờ ờ vừa cúi xuống mở cái bao tải sứa lôi ra lùng cùng nào bọc nào gói nào túi ni lông đoàn liền dẫy nảy ôi cái ông này ai dạy ông giờ cái thói khách khí ra thế hả đường xa lại dặm lại còn quà với trả cáp nhưng mà thôi cảm ơn ông, chà chà, sắn dây, lạc, chám và lại cả hạt rè rừng nữa. Bà xã nhà này khoái nhất là món chám xanh đây. Lâu lâu bà ấy lại hỏi, không hiểu hồi này bác cử thế nào, bệnh thấp khớp và dạ dày đã đỡ chưa, hai đứa con nghề ngẫm gì rồi. Cách bước đã giải tỏa phần nào, tuy vậy, lát sau từ bếp đi lên, thấy cử từ buồng tắm đi xa, đầu tóc ướt rượt nhưng vẫn trong bộ quần áo bảo hộ lao động cũ đang mặc rõ là không dám động chạm đến quần áo khăn mặt của đoàn khăn đây lau đi rồi chén cơm đoàn đưa khăn cho bạn bưng mâm cơm lên đặt ở trên sàn nhà bữa cơm so một anh đàn ông sửa soạn có đĩa dưa chua bát thịt gà rang mặn và lọ muối vừng nhưng có thêm chai rượu trắng của cừ cừ khoe mới nấu được nồi rượu nếp cái và có vẻ tự nhiên trở lại. Ông còn nhớ những ngày lên ban ở đoạn đầu máy Vinh không? Nhớ chứ. Xách cái cặp lồng lên đầu máy, lúc mở ra nó đã nhão nhoét, sắt thành mẹ trời đất. Nhưng mà ông Đoàn ạ, à, gì thì gì, giờ cũng còn sướng gấp vạn lần thời chiến tranh, Tuy vậy. Cừ nhấc chén rượu mắt khép lại lim sim như có hơi men tỏa như đắm chìm vào miền ký ức xa xôi mịt mờ, miền ký ức xa xôi mịt mờ, cái tưởng đã biến vào miền vô tâm tích mịt mờ, vậy mà hóa ra vẫn là cái bất biến, vẫn sống đậm cùng hình ảnh ngôn ngữ sắc màu riêng, như lúc này là cờ. Trước hết là ở cờ, rồi từ cờ như có phép màu hồi sinh trở lại trong đoàn là vì chỉ nghe cử nói vài câu nhất là nhìn thấy cử là như thấy tất cả những gì đã qua hiện lên rõ một một như khắc khảm vào trí nhớ rồi này đoàn ông có nhớ sao lại không nhớ sao lại có thể quên được nhỉ cổng nhỏ bị giặc đánh gãy từ buổi trưa giờ qua sông phải lấy tà vẹt bắc cũi để đặt ray lên nửa đêm, trong vòng một giờ đồng hồ thôi, phải lao xong dầm cầu. Và với đoàn 19 tuổi, giữ chân phụ tài xế, cừ ngồi cầm lái cái tàu 1.500 mã lực, chỉ là chiếc xe ô tô Mác giải phóng bốn bánh đã bóc bỏ bộ lốp cao su, chỉ còn trơ lại cái vành thép. Bốn cái vành xe thép lăn gì gì kèn kẹt trên vẹt ray, nghe ghê cả răng đạn gạo đã ra chiến trường bằng cách như thế. Đương đầu sát mặt với cái chết mãi rồi cũng phải quen. Ở núi Nhôi, một quả bom đã rơi trúng hố bom cũ, nơi ẩn nấp của cả một đại đội thanh niên sung phong làm đường sắt. Thì cũng cứ tưởng không bao giờ quả bom sau lại rơi trúng hố bom cũ. Cuộc sống dạy ta khôn lên, nhưng làm sao mà biết trước được cái bất ngờ bất ngờ thật vì không hiểu sao đầu tàu lại chật bánh đúng lúc tàu sắp vào cầu hàm rồng đúng lúc pháo của bọn mỹ ở hạm đội 7 nổ ùm um ùm um. sau hồi ấy chúng mình chuyển sang chạy đường hải phòng nhỉ đúng cứ thở dồn ông bảo thế này có chết không chứ hôm ấy đang vào ga gì trên đường nam ấy nhỉ tưởng là đầu tàu chật bánh bình nhảy xuống, leo lên toa sau ngước lên. Thì ra bọn mình đang kéo đoàn tàu chờ đạn pháo cao xạ 37 ly mà trên trời thì mấy chục thằng giặc lái đang vo ve. Đúng rồi, lúc ấy là đoạn gần đến ga Hải Dương. Đang cuống cà kê thì dịch đến trước mặt mình là hai bố công an mặt đỏ gắt quát, định giở trò gì đấy? Không chừng các bố ấy nghĩ mình là gián điệp. Hà, thế có nhớ cái lúc anh và tôi trên đầu tàu tự lực đi vào đường tránh ở Ninh Bình thì hai cái F4 ở sau rừng quốc vương nó sồ ra không? Kìa, cừ, ngủ rồi à. Ngủ đâu mà ngủ. Bum 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 bum. Còi ba tiếng dài là gì có nhớ không? có nhớ cái lần hai thằng mình, thằng kéo thằng đầy đoàn tàu 12 toa chờ vũ khí vào Nam, gặp mấy thằng thần sấm Mỹ, suýt chết. Bum 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 bum. Nhớ chứ quên làm sao được, thế này nhé. Ờ kìa, ngủ rồi à? Ờ ờ, ngủ ngủ ngủ. Đặt bát cơm xuống diềm mâm, đoàn vừa buồn cười vừa thương cảm nhảy sang phía bên đỡ cử rõ thật chẳng khác trẻ nhỏ nhưng chắc là đường xa mệt mỏi đây hai mắt díp lại cừ lưỡi chấn rượu trên tay sóng sánh từ từ gục xuống sàn nhà Bà xã đoàn đã về, đập đập chân đoàn mấy cái rồi bà lai vai chồng. Này, cơm nước thế nào rồi mà khách với chủ ngủ lăn ngủ lóc mỗi người một nơi thế này? Đoàn ậm ờ bảo bà cứ yên tâm, ăn uống no nê rồi, khe khẽ chứ để yên cho bác cử ngủ. Ngủ đâu mà ngủ, bà xã đoàn lầu bào. Giờ mình chằn chọc suốt mà nghe hơi thở bác ấy thấy nặng nhọc như là người có bệnh ấy, chưa kể lại còn làm nhảm như là nói mê nữa. Lát sau, chuông đồng hồ đổ nhịp bốn tiếng, đoàn mở mắt nhìn sang bên giường cừ nằm thấy trống vắng, liền chống tay ngồi dậy. Cử đâu rồi? Hóa ra cử đang ngồi ở ngoài hiên. Hóa ra ông bạn ra đây ngắm trăng, lãng mạn ghê nhỉ nghe tiếng đoàn cử quay lại cười nhẹ nhẹ. Ngủ đẫy mắt rồi ông ạ. À. Ngủ gì mà giờ mình liên tục thế? Bà xã còn nói nghe hơi thở ông thấy ông yếu lắm. Đoàn ngồi xuống cạnh cờ. Hồi ấy anh mới chưa đến 30 nhỉ? Ừ, còn cậu mới 25-26 chứ mấy. Mà này, có nhớ cái đoạn cách ga Thanh 20 cây số không? Cái đoạn mà năm nào cũng xảy ra tai nạn ấy. Một lần có một cái đầu trâu bị cán, tàu chật bánh gãy mỏ vịt. Còn lần này cũng một đêm trăng mờ mờ tò tò như thế này này. Khi mình hãm cấp tốc, tàu dừng lại thì thấy cách đầu tàu chừng 3 mét là một cái thân người nằm ngang trên hai thanh ray. Nhớ chứ, anh nhảy xuống quát Ai đấy? Còn sống thì dậy đi Thì nó bật ngay dậy và nhe sang cười hì hì Hóa ra em vẫn còn sống hả hai anh? Điên hả? Ngay vậy tôi dấn lên quát tiếp Cứ tưởng nghe tôi quát nó sẽ đi Ai ngờ nó lắc đầu kêu Em không điên, em tỉnh lắm Hừ, tỉnh sao lại muốn chết vậy? Đúng rồi, anh gần thế thì nó kêu muốn chết vì hoàn cảnh ngay vậy tôi liền tiếp hoàn cảnh gì hoàn cảnh gì thì cũng về ngành cứu trợ xã hội địa phương mà yêu cầu giúp đỡ chứ ai lại ăn vạ ở đây thằng cha này nếu không là người bị ma ám thì đích là kẻ mắc chứng tâm thần rồi nghĩ vậy tôi giơ tay vặc thôi biến đi và cùng anh đang định trở lại đầu tàu thì thằng cha đã túm lấy tay tôi Bàn tay hắn gai góc và lạnh toát Làm cái gì thế Anh ơi Cái gì Anh cho em ít tiền Ở dưới âm em cũng phải tiêu tiền Mà dằm tháng 7 vừa rồi Chả có ai đốt cho em Lấy một thoi bạc Một nén vàng Năm ngoái con bồ em Nó đốt cho em một sớp đô la nhưng quên gửi vào nhà kho âm Vũ Lâm nên bị lũ ma đói ma khát nó cướp mất hết cả rồi anh ạ. À. Khiếp quá thật. Đoàn vừa nói vừa sùng mình. Anh có nhớ không? Lên đến đầu tàu, anh ôm lấy tôi mà tôi vẫn còn run. Tôi nhớ là về sau. Chúng ta hỏi địa phương thì được biết vùng này không có ai gàn sở như vậy nhưng đoạn đường đó nằm cạnh một bãi tha ma. Trong đó có một ngôi mộ của một người bị tàu chẹt chết cách đây hai năm. Có đúng không nhỉ? Anh đoàn, sáng bạch rồi, mời bác cừ vào ăn sáng đi chứ. Nghe tiếng bà xã vọng xa, đoàn đập tay vào vai cừ. Vợ đoàn bưng lên bàn ăn hai bát mì, hai ông sao lại kéo ra ngoài ấy ngồi không sợ sương à? Cười chào vợ đoàn rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Vợ đoàn ghé tai đoàn thì thầm. Này, nghe giọng ông ấy thều thào lắm. Mà ông sợ người hay sao thế? Mới tảng sáng đã không bảo ông ấy vào. Lại còn ngồi di dầm chuyện cho hàng tiếng đồng hồ. Ăn sáng xong, đoàn kéo tay cử ra bàn nước cầm tay cờ, anh thấy tay cừ lạnh toát và chỉ như một lóng xương khô. Ám ảnh vì câu chuyện ma quái đêm qua, rót nước mời cờ, đột ngột anh hỏi bạn. Nhưng mà anh cừ à? Nghe mình hỏi đây, bây giờ cuộc sống thế nào? Cũng tạm tạm, nói cụ thể xem nào. Đại khái là vợ và hai con không phải vay giật ruộng thì không đáng kể vì trung xu chỉ có ruộng trong thung. Hiện giờ có 70 con gà mới xuống ổ, ba chục gà sò nuôi theo ba cách, nuôi nhốt lồng, nuôi bầy, cho ăn cám cỏ. Ngoài thí nghiệm lai gà theo công thức, mẹ là giống tam hoàng, bố là giống pha, được trứng thì cho gà ta ấp. Còn cái ao cũ mới vượt thổ, thả một trăm con chấm cỏ, giờ bằng cái chai bia tàu rồi. Thế còn cây ăn quả? Sâu đục thân tàn phá chết sạch cả vườn hồng xiêm, không thì Tết này hái ra tiền. Thế nhà cửa thì sao? Vừa làm xong. Cái nhà to gần trăm mét, làm xong thấy rộng quá, sợ phát run lên. Mà đoàn ơi, ông có biết là làm xong nhà thì mình cảm thấy như thế nào không? cử ngừng lời quay lại đoàn nhận thấy hai con mắt cừ vốn uể oải rụt rè chợt bừng dậy Cứ thở hồn hền mệt nhọc và cồn cào lạ lắm cơ ông đoàn ạ à. cứ mỗi lần làm xong một cái gì đó lại thấy người rỗng rếch thế nào ấy lại thấy phải đi tìm bạn để khoe với bạn để xem bạn mình sống có khó khăn gì không ông đoàn hơn hai chục năm xa nhau rồi dẫu không thư nhiều nhưng vẫn theo dõi được nhau vẫn nhớ nhau lắm vì đã một thời trai trẻ với bao kỷ niệm sống chết vui buồn có nhau nên bây giờ gặp nhau rồi thỏa mãn rồi mình xin phép ông ô hay thế ông về với tôi nhằm mục đích gì mà chưa kịp đôi hồi đã vội vã ra đi thế cử cúi mặt dè dặt rồi ngẩng lên giọng nghẹn nghẹn Mục đích gì à? Mục đích là thăm thú bạn bè thôi, mục đích là để vợ bớt đi nỗi nhớ. Vì nhớ lại thời trai trẻ, vì thương nhau lắm đoàn ạ. À. Giờ thấy anh khỏe, gia đình ổn định vui vẻ, cá nhân anh từ một tài xế được đề bạt lên cương vị trưởng ban điều độ mà giờ vẫn thân tình không xa cách, anh vẫn là bạn, thế là mừng rồi còn mục đích nào nữa đoàn ơi ông có biết không mình đã ngoại bảy tư bị mắc bạo bệnh nằm liệt mấy năm liền mới nhúc nhích được ít lâu nay thôi nhưng nhúc nhích đi lại được là phải đi tìm bạn mình còn đi vài chỗ nữa cơ trời này đoàn Ông có nhớ cậu thiết cao cao Cũng có một thời chạy đường Tây Bắc với bọn mình không? Nghe nói đã chuyển gia đình vào Đà Nẵng rồi có phải không nhỉ? À mà cậu thung phụ lái cho ông thiết hồi này sức khỏe thế nào nhỉ? Năm ngoái mổ tim mình có đến thăm Thấy thằng con út bị bệnh bại não nằm một chỗ mà thương quá Ôi cờ Thế là rõ rồi cử đã mắc trọng bệnh và đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời con người không danh tiếng xuất hiện trong cái bóng hình nhòa nhạt khổ ải và ốm o bệnh tật ở nơi xa xôi vẫn một mình âm thầm lưu giữ bóng hình kỷ niệm xưa chính người đó đã nuôi dưỡng những tình cảm thiêng liêng tưởng như đã chẳng còn tồn tại trong cuộc sống đang quay cuồng nước mắt ào ra khỏi hai hốc mắt đoàn, đoàn tiến lại ôm trầm lấy cừ, cừ cũng vòng hai tay siết chặt đoàn vào cái cơ thể gầy khò của mình. cái ôm khiến hai người như gắn chặt vào nhau như trở thành một. nó khiến cừ sung sướng trào nước mắt, cứ như đó là cái cử chỉ cả hai đều mong chờ. nên một lúc thật lâu sau thấy vòng tay đoàn hình như đã nới lòng, cừ liền nghẹn ngào nói: bao nhiêu năm nay rồi mình mới lại có được cái ôm của đồng nghiệp như thế này đấy, đoàn à, nói thật nhé, về đây được ôm bạn một cái là thỏa mãn rồi. thưa các bạn, là cây bút trẻ xuất hiện lần đầu tiên trong văn đàn năm 2001 với tập truyện ngắn Làng Nhan Sắc. Cho tới nay, nhà văn Dương Bình Nguyên đã dần thuyết phục công chúng với nhiều tập truyện ngắn viết về đề tài miền núi và đô thị. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Đi về miền ấm áp của nhà văn Dương Bình Nguyên qua giọng đọc Minh Nguyệt. khi truyền hình phát đi hình ảnh chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp đôi phía bên kia bán cầu thì gã đang ngồi một mình cái quán trà ngoại thành lâu ngày có in từng vết dép từng vết tay gã miết trên mặt bàn mọi người trong quán đều kêu lên thất thanh trời khủng khiếp thật là dữ dội tay giảng viên khoa lịch sử tợp một ngụm trà lớn trong tách và dự báo đó là phát đạn báo hiệu cho một cuộc chiến tranh Còn một người khác nói bằng thứ giọng nửa nam nửa bắc Vội vàng thanh toán tiền Tôi phải về, tiếc quá vì trà hôm nay thật ngon Ông biết không, anh bạn tôi vừa bay qua New York ngày hôm qua Cầu cho anh ấy tránh được rủi ro Nói rồi, cái giọng pha trộn lẫn lộn giữa các vùng quê hương ấy Cũng tan dần theo tiếng xe phút xa nơi đầu phố ông chủ quán tạt ngang qua bàn gã cậu thấy thế nào gã vẫn không ngừng miết tay trên mặt bàn cháu nghĩ rằng đó là một sự cố trong suy nghĩ của con người không đừng quy chụp anh bạn trẻ chỉ là một số người vâng như thế thì chuẩn xác hơn bác thanh toán cho cháu đi trời cũng khuya lâu lâu rồi gã nổ xe máy ra về. Chiếc Viva không biển số chạy vè vè dọc các phố. Từ các quán cà phê Internet, rất nhiều người tụm đầu quanh màn hình để tìm thông tin về vụ tấn công bất chợt. Nếu là mọi khi, gã cũng đang ngồi trong quán để lục tìm hình ảnh và thông tin cho số báo sớm mai. Nhưng hôm nay, trong đầu gã cũng có sự cố gã chỉ hay bị sự cố kể từ lúc đi làm. Từ lúc công việc thành bầy trẻ con nghèo nhẹo suốt ngày, đòi gã phải lo ăn lo mặc cho chúng, đến nơi đến chốn Gã thường phải giải quyết dứt điểm, thường bị dếp nhắc nhở và đồng nghiệp ghen tị theo một thói thường nhật nhất của con người. Và cứ đến lúc ấy, cứ đến lúc lũ trẻ thả gã vào một cái hố tăm tối thì gã vùng chạy ra ngoại thành. Gã ngồi lì ở đấy ngồi lì trong cái quán trà buồn buồn thích hợp cho những kẻ thất tình, những kẻ ưa suy nghĩ, hay cả những cô cậu học trò vần vơ buồn, những nỗi buồn chưa được thực sự làm người lớn. Gã ngồi đấy, chán chê mê mỏi và thả dọc cuộc sống theo một lối nghĩ tự nhiên. Mới như hôm qua, gã là một kẻ chiến thắng đến cơ quan nhận việc. Nhưng hôm nay, khi gã hiểu ra mật đắng thì cuộc sống đã bắt đầu xoay vào nhịp bình thường, mặc cho gã vẫy vùng, mặc cho gã khốn khổ và bất ổn. Gã đi lang thang trên phố, hàng cây sao đổ những bóng dài như những hình nhân. Ánh điện loang lổ buông trùm lên vai hắn. Bất giác, hắn thấy mình là kẻ lữ hành mang trên đôi vai gánh nặng của kẻ khác. Cô độc. Nhà bé tí xíu, tầng 1 4 mét, gác xếp cũng tương tự. Tầng 1 là toilet, một khu bếp mini, thêm cái bếp ga và rất nhiều mì ăn liền. Kèm đấy là ngổn ngang những gói cà phê tan, gã pha vội vàng mỗi sáng trước giờ đến sở làm. Khi chiếc xe được tống cổ vào nhà với sự khổ sở của cánh cửa quá hẹp thì dường như 4 mét tầng 1 đã được nêm chặt. Mấy ông bạn thi thoảng có đến, nhậu say khướt rồi lăn lóc vào nhau trên chiếc nệm cũ kỹ đó. Lúc đó, họ bắt đầu lên lớp ông em nhỏ dại. Hừ, mày kiếm tiền làm gì? Mày nuôi cái thằng nhóc con hoang ấy làm gì? Tại sao đến giờ này mà mày vẫn bình chân như vậy nhỉ? Phải cuống cuồng lao vào tình yêu đi chứ. Lúc đó gã cười phá lên. Gã về đến nhà thì cô đã đến từ lúc nào. Chiếc ấm nước đang sôi trên bếp, tiếng vo vo vui tai Cô đang lúi húi rửa lại những ly tách cáu bẩn cả tuần nay. Má cô hồng lên ấm áp, mái tóc mượt và dài. Cuối thu, trời xe xe như những ngày tình yêu đang đến gần. Gã vòng tay từ sau lưng làm cô giật mình. Anh về muộn thế, em đợi anh từ chập tối. Sao không gọi điện cho anh? Hôm nay có một biến cố lớn xảy ra em ạ. Có liên quan đến chúng ta? không hẳn thế thôi nào có gì cho anh ăn không đây gã thường vậy và cô biết không nên hỏi thêm cô đưa cho gã ly trà tà phìn và một chiếc bánh ngọt cô đã mua nó từ chiều và không muốn nhìn thấy gã trong vẻ đói mệt bơ phờ thế này có lẽ mai em sẽ đi tìm cho anh một cái nhà mới khả dĩ hơn không cần đâu anh sợ một không gian quá rộng em bỏ hắn ở nhà một mình lâu thế à vâng hắn say sưa cùng lũ bạn một lũ choai choai mà chúng chưa có khái niệm gì về gia đình đâu thế sao em lại lấy hắn vì em cần phải thế vì em yêu anh gã cười nhìn cô trong chiếc áo màu xanh ra trời anh sợ em sẽ kiệt sức đấy không Em có anh rồi. Anh không giúp được gì nhiều cho em. Đó là một yếu điểm. Em không cần gì cả. Em sống bằng những gì em nghĩ. Thế thôi. Họ ngồi trên tấm đệm chít. Mùi nước hoa xịt phòng quá đậm. Không gian nhỏ hẹp, bỗng hơi ngột. Nụ hôn với gã lúc nào cũng vậy. Là lạ, lạ, say mê và lẫn lộn trong hoàng sợ. Gã cuống quýt, vội vàng. Khi chiếc khuy áo cuối cùng đã bật tung ra, hắn chợt thấy những vết xước trên ngực cô, những vết móng tay. Tội lỗi. Gã khựng lại, rồi bật tung cửa sổ. Trên cao, những vòng cây vẫn loang lổ ánh đèn. Và xa hơn, sâu hơn, những vì sao đêm đang đối nhau thành những hình thù kỳ dị, đẹp mê mải. Cô bảo, anh không cần thương hại em đâu. Cuộc sống của em thế, đã từ lâu rồi gã bảo không anh phải đưa em về cái thằng mật dậy cô níu tay gã không hãy để em tự lo cuộc sống riêng của mình em đã đủ tự tin để giải quyết mọi chuyện thế là cô ra về đêm đã rất khuya chiếc cha ly bé nhỏ vè vè trên đường cô độc một lúc như bừng tỉnh gã vội vàng phóng xe theo sau. cô dừng lại lấy chìa khóa mở cửa. trong nhà phát ra tiếng nhạc lộn xộn rẻ tiền, rất ồn ào. cô khép cánh cửa màu nâu xỉn, lại im lặng, khép lại cả rồi. sau cánh cửa ấy là cuộc sống của cô và đứa con trai của hắn. sau cánh cửa ấy cô đã thành thiếu phụ, thiếu phụ nhốt sau cánh cửa màu nâu xỉn. thiếu phụ tuổi 22. Qua cầu Trương Dương, gã ngồi trên thành cầu nhìn ra sông Hồng mênh mông sao đêm. Sông như một mái tóc đen thẫm, dài miệt mài. Gã đã từng cùng cô ngồi trên cầu thế này. Cô hay nhìn ra phía những ngọn đèn xa tắp. Em sẽ là Rose, còn anh là Jack. Nào, anh cầm tay em đi. Như thể chúng ta đang đứng trên bong tàu Titanic ngày đó sao mà đẹp nhưng nó ngắn ngủi như những giấc mơ hiếm hoi của gã lúc nào gã cũng nghĩ đến ngày tháng đó chỉ tiếc nó không thể trở lại nó không bao giờ thuộc về gã cả ngày đó sao gã không mạnh mẽ hơn không quyết liệt hơn ngày đó hắn thực sự chẳng có gì tình yêu vốn không dễ vượt qua những ngáng trở nhất là nó lại mang cái bản chất mong manh cố hữu của tình đầu nhưng gã đã cùng cô sống hết mình ngày cô lên xe hoa gã mang đến những bông hồng sũng nước con đường đưa cô sâu mới minh mang làm sao những đứa trẻ ngồi cạnh chú rể cô sâu tung lên những mảnh kim tuyến li ti lấp lánh đẹp thật tất cả như những cuốn phim mực thước của hollywood gã phải gửi chiếc xe mini cà tàng tại nhà bạn và lên đường cùng anh xe ôm anh ta cười Cậu bị cô ta đá phải không? Nào biết ai đá ai? Cô nhìn gã qua màn von mỏng. Cô đẹp và u buồn. Đôi mắt đen thẳm như hai dấu chấm. Chú rể thỏ non, ngáo ngơ, cười bên cạnh. Và cả hai tại gia đình hỉ hà. Đẹp đôi. Môn đang hộ đối. Gã đi cùng cô đến khi cánh cửa màu nâu khép lại gã quay về bó hoa sũng nước nằm im lặng trước thềm nhà gã khóc như một đứa trẻ đầy tội lỗi một tháng sau ngày cưới cô đến nhà gã thông báo tin vui gã im lặng nhìn những con chữ đen thẫm trên đền giấy những dòng chữ đầy triết lý về cuộc đời hôm nay gã phải thi môn đạo đức học cô bảo anh phải cười vui đi chứ tình yêu của chúng mình cơ mà Em có biết em sẽ rất vất vả không? Anh hay nhỉ, hạnh phúc của em đấy chứ. Anh cứ cười lên, có phải em đến ăn vạ anh đâu? Biết thế, nhưng gã không mấy tự tin khi đặt tên cho thiên chức của một người đàn ông có con. Gã chưa nghĩ được điều này. Khi ấy, gã mới 19 tuổi, một hình nhân lòng khòng như cây sậy và đôi kính cận đục lờ. Nhưng lúc đó cũng như bây giờ, chưa khi nào cô nói thôi yêu gã chỉ biết thế chứ làm sao cắt nghĩa được người ta yêu nhau vì lẽ gì ngày cô sinh con gã linh cảm có điều gì bất thường đang diễn ra khi ấy gã đang đi thực tập từ một đầu rất xa thành phố gã gión rén gọi điện thoại về cho cô gã phải nhờ cô bưu điện nhấc ống nghe một lúc sau cô mệt mỏi hỏi ai ở đầu dây đấy ạ gã run rẩy. Em phải không? Anh linh cảm có điều gì đó bất thường. Vâng, em sinh con. Vâng, con trai, đẹp như một bức vẽ. Gã nghẹt thở, niềm vui sấm túi qua ống nghe. Thế nó sẽ tên là gì hả em? Tên nó là Thiều Quang. Thiều Quang? Vâng, anh có nghĩ nó rất đẹp không? Anh không biết. Lúc này anh chẳng nghĩ được gì cả. Tiếng nó khóc đấy phải không? Thôi, anh dập máy đây. Mai anh gọi lại. Anh không thể nói gì lúc này em ạ. À. Hàng ngày gã chờ đến 3 giờ chiều. Khi ấy cô sẽ ôm con ngồi bên máy điện thoại và gã gọi điện mặc cho chồng cô cằn hắt và say rượu từ sáng tới chiều khi thằng con sinh ra không có nét hình của bố. Gã hỏi thằng bé thế nào rồi? Là câu hỏi ấy thay câu em thế nào rồi khi yêu nhau? Thằng bé biết bò, biết vị thành xe đẩy, rồi biết đi. Hôm mẹ dẫn nó đến nơi bố bảo vệ luận văn, thằng con khúc khích cười. Nó lên tặng hoa cho bố, nó vọc vạch nói cháu chúc mừng chú. Gã ôm lấy nó. Bạn bè vây quanh gã, bảo chụp hình kỷ niệm đi. Bức hình ấy khá đẹp. Thằng bé có hai chiếc răng cửa toe tét cười. Cô bảo, em nói đưa thằng cu về nhà ngoại chơi. Lâu rồi, chồng em mải đi chơi với bạn, cũng không để ý đến nó nữa. Chồng em bây giờ toàn ngủ lăn ngủ lóc ở đâu ấy. Có về nhà, cũng sặc sụa mùi rượu và lăn ra củ có hôm người ướt sũng nôn mửa ra toàn thịt chó với mắm tôm. Em lại phải dọn, làm thằng cu khóc váng nhà. Gã bảo. Anh nên làm gì? Cô điểm tĩnh. Anh lo công việc của anh đi. Em kể thế không phải để than khổ, mà là em nói để mà nói thôi. Em có cuộc sống của em, và em cần anh như vậy. Làm sao? mà gã điềm tĩnh đón nhận sự sắp đặt của cuộc đời như cô được ra trường gã lang thang tìm việc người ta nhìn gã với vẻ mặt thương hại làm sao có thể kiếm được công việc cho gia hồn giữa ngồn ngộn người ngựa xe áo quần và đủ thứ tiện nghi cũng như phẩm chất cơ quan họ đưa ra kia chứ nhiều đêm mò mẫm trên đường về nhà gã muốn trốn khỏi mặt đất cho đỡ cơn buồn chán thất nghiệp, gã sống dựa vào những món tiền còm. Đầu đó người ta đăng một bài báo hay một cái đoàn văn. Gã muốn thoát khỏi điều đó và gã nghĩ mình phải đi. Ngày gã lên máy bay đi làm thuê xứ người, cô không đi tiễn được. Thằng cu bị sốt phải vào bệnh viện. Gần như gã bật khóc. Con người đa cảm trong gã, vùng sống dậy. Gã đứng tần ngần đó, mặt dại đi thèm cháy lòng một cánh tay giơ lên vẫy và máy bay từ từ cất cánh gã cảm nhận rất rõ mình đang rời xa những điều nhỏ nhặt và rất đỗi thân yêu đi đi tìm đôi cánh nâng lên những khát vọng đi cho quên dần những ám ảnh u buồn chiếc máy bay hôm ấy ném gã đến miền đất lạnh và hai năm sau gã mới gói gọn được cuộc đời mình cho một chuyến trở về hai năm Cuộc sống mới với những biến động mới trên một đất nước xa lạ làm hắn nhiều khi sợ hãi đến dùng mình. Nhưng hắn biết mình phải quen. Và giữa băng tuyết, gã đã đi qua những mối tình chớp nhoáng. Những mối tình xa đoạn trong rượu vốt ca mạnh và tiếng cành cây lép bép cháy trong lò. Nó trôi vụt trong dịp sống hàng ngày và gã đã quên hẳn câu chuyện đó trong một suy nghĩ thoáng qua. Nhưng gã cũng không ngờ để về sau nó là cái cớ để xóa đi tất cả những gì gã đã cố công giữ lại. Gã miên miết ra về. Phải về thôi. Về để gây dựng lại những khát vọng đã cụt cánh. Về, điều đầu tiên gã nghĩ đến là báo cho cô biết. Khi ấy thằng cu đã ba tuổi. Nó nói mẹ đã đi với bố rồi. Bố mẹ đi đâu con có biết không? Cháu không biết đó là chuyện người lớn. Gã viện vào chiếc xe chở hàng, thở dốc. Gã lại về con phố cũ rích của mình, tìm bà chủ nhà cũ. Bà đã cố công dọn lại cái nhà kho cho gã ở đến bây giờ. Còn khi ấy, bà mừng rỡ nắm tay gã như gặp lại đứa con trai. Gã tính đến thăm cô ngay, nhưng rồi lại ngần ngại. Gã đi linh tinh trên phố những bông hoa sao rơi nhẹ trong gió chiều và một chiếc cha ly vè vè sau chân gã là cô gã há hốc mồm nhìn người phụ nữ một con hai mươi tuổi mặn mà và xinh đẹp sao em biết là anh về em linh cảm điều đó linh cảm ư anh đã gọi điện từ sân bay nhưng thiểu quang nói hai vợ chồng em đi rồi vâng chúng em đi hòa giải ở phường cũng không có gì đáng nói cả tất cả là cuộc sống riêng của em anh khỏe chứ anh già đi nhiều anh sẽ làm gì vào những ngày tới làm gì à anh sẽ kiếm một mái nhà và đi làm báo công việc của anh yêu thích thì anh sẽ phải theo đuổi anh không muốn lãng quên điều gì gã không lãng quên điều gì nhưng điều tưởng cố quên được thì lại hiện về đúng lúc gã không ngờ nhất. Gã nhìn người đàn bà có mái tóc vàng hoe và đôi môi màu rượu chát. Gã gặp lại bà ta trong quán rượu và tất cả lại bùng phát trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không có tình yêu nào hiện hữu ở đó, chỉ có sự đụng chạm của hai thân xác thiếu vắng sự âu yếm vỗ về. Sự cuồng loạn trong hắn như một sự trả thù. Rồi mệt mỏi, gã ngủ lăn lóc và sáng mai tỉnh dậy gã thấy cô đang đứng đó kể bên là khăn bông và nước lạnh lo lắng và vỗ về gã biết mình đã mất đi khá nhiều mất mà không thể nói gã im lặng ra về thua cuộc gã nhìn lên những con dốc thấy sức mình có hạn mà dốc sao dài quá những cuộc tình như thế trôi đi theo nỗi ám ảnh tuyệt vọng và những hoài niệm buồn một khi nó quay về chỉ làm gã đau buốt nhưng gã thấy khó chui ra khỏi tổ tò vò cô bảo em rất buồn nhưng em không cản đâu anh đã khuyên em rất nhiều điều hay rồi anh tự khuyên mình một lần đi gã không nói gì mắt gã chú mục vào đêm hôm ấy trời cũng thật nhiều sao những hình nhân xếp trên thiên hà đẹp mê mải gã khéo léo gửi thân được vào một tòa soạn người ta nhìn gã với ánh mắt khó hiểu một thằng cha chưa già nhưng đầy xương gió hắn sẽ khuấy động bầu không khí tĩnh lặng của một tờ báo phân phối rồi đơn kiện rồi giải quyết khiếu nại tất cả sẽ rất rùm đen gã sẽ nổi tiếng đây và người ta xét nét gã thằng cha này tại sao hắn lại đi làm thuê cho nước ngoài sao hắn lại chấp nhận lăn lóc như vậy khi hắn đã cầm trong tay một tấm bằng cử nhân hắn là con ông gì bà nào mà lại đơn giản vào cái cơ quan phân phối chỗ ngồi này. Tất cả cái vòng xoáy tròn của những cuộc chuyện nơi phòng ban cơ quan làm gã bắt đầu thấy mệt. Thằng cha này, hắn có một thân một mình, việc gì phải thương hại. Sực vọc có, khả năng có, quen lăn lóc rồi, có chủ dập hắn thì hắn cũng không chết được kia mà. Người ta quan tâm Đến cái cô gái mảnh mai, mỗi buổi sáng đứng trước chiếc gương cổng cơ quan để tô lại son trên đôi môi bóng loáng và dịu dàng vào phòng, nộp hai cái tin, nguồn gốc rất có vấn đề. Hay người ta quan tâm đến cái ông già kia đã có quyết định hưu rồi nhưng vẫn hằng tiết vịt đi viết bài chống tiêu cực, bị chúng nó đe dọa cho về xanh mặt, lại hậm hự với anh em đồng nghiệp ở cơ quan hay chuyện một cô sồn sồn nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai, bị treo bút mấy tháng vì đạo bài. Sáng nào, cô cũng đến cơ quan, leo từ tầng 1 lên tầng 8, vào mỗi phòng mấy phút, hỏi thăm người nọ, gần hát người kia. Và mỗi ngày, cô sẽ tự hoàn thành chỉ tiêu của mình là phải gây gỗ bằng được với một đứa cộng tác viên mới. Đại loại thế. Và gã, gã đi trên một cái dây, không lùi được. Phải tiến bằng tất cả sức lực cùng rất nhiều những điều đau đầu khác nhưng phải đi luôn rình rập đâu đó trong cuộc đời gã những biến cố dập dồn gã không thể nghĩ được điều gì khả dĩ khi cả thành phố nóng lên bởi những thông tin hàng ngày về một cuộc khủng bố vào nhà trắng và nguy cơ một cuộc tấn công mới đặt an ninh thế giới vào mức báo động cao những câu chuyện vặt vãnh không còn thu hút mấy người dỗi việc ở cơ quan người ta nói nhiều về Bin Laden, về những lực lượng súng ống vũ khí đến tận răng đang tấn công hàng ngày vào vùng núi đá Afghanistan. Và gã hay lên quán trà ngoại thành hơn. Ở đó, người ta hay nói đến những nguyên nhân và dự báo những biến cố mới. Vẫn những gương mặt cũ và vẫn góc ngồi hoen dị của gã mọi khi. Rồi người ta thấy một đám thanh niên tiến lại. Chú rể non tơ hất hàm nhìn gã từ từ, hắn tiến lại. Tôi muốn nói chuyện với ông, ông nhà báo giờ mà. Gã biết mình sẽ chiến bại, nhưng gã có niềm kiêu hãnh của một con người. Kết quả của những trận đòn hỗ trợ ấy khiến hắn thành một bệnh nhân. Ngày ngày nằm trên giường, hắn nhận ra cuộc đời mình sao phù du, sao lỡ cỡ, không khớp được với mảnh đời nào. Cô không đến thăm gã được. Hình như cô bị quản thúc rất chặt gã không lấy đó làm buồn thời gian cô và gã gần nhau chẳng có bao năm nhưng gã vẫn hạnh phúc và cô chưa bao giờ thấy tình yêu của gã dư thừa và nhàm chán cho đến khi chiếc điện thoại réo lên khúc nhạc hồ thiên nga quen thuộc gã biết cô đã làm một việc vượt mọi ngáng trở rồi em không phụ thuộc ai cả em sẽ đến với anh rồi em sẽ đi. Vâng, không ai có quyền giữ nó lại. Nó là của em, của riêng em. Cô đến, áo màu xanh biêng biếc và má trắng hồng. Hai mắt cô long lanh nước. Và thằng cô, trững chạc như một cậu trai thực thụ. Nó mới 5 tuổi chứ mấy. Nhưng nó bảo, chú bị ốm thế này chắc là chẳng đi được với mẹ con cháu đâu. Gã gượng ngồi dậy cháu đi à? Cho chú đi cùng đi. Thằng cu lắc đầu. Chú nên ở nhà. Cô ngồi nhìn gã, rồi cười. Anh có biết trận đòn này với anh rất xứng đáng không? Em đã bao biện cho anh rất nhiều lần, nhưng nếu em là hắn, em cũng làm như vậy. Đó là lòng tự trọng. Gã hỏi. Em đi thật à? Cô nheo mắt vâng em đi đây đi về nơi ấm áp thế mà em lại bảo vâng em không muốn mọi thứ đóng kín lại sau rất nhiều biến cố em yêu anh nhưng anh đã không còn là của một mình em nữa hãy cứ là thế này dễ nhìn nhau hơn để mà sống nữa gã nhìn hai mẹ con cô khuất sau cửa phòng bệnh thế là cô đi thật Bóng người thiếu phụ 22 tuổi đổ dài Một lần nữa gã biết thêm Vị nước mặn mòi tràn nơi khóe miệng Mặn chát Gã vẫn độc thân